Chào mừng quý vị và các bạn đến với video clip mới nhất của mình. Hôm nay tại điểm bán cây kiểng của anh Út Lực của Thới Lai, thành phố Cần Thơ, xin giới thiệu một số cây. Anh rồi hôm nay giới thiệu gì anh Lực? Chào Tuấn ơi, xin mến chào bà con. Hôm nay đầu năm mình có trở lại quay clip là xin giới thiệu với bà con một số trang đỏ và trang vàng. Rồi. Xin chúc bà con năm mới được an khang thịnh vượng. Rồi. Và dồi dào sức khỏe làm ăn phát tài. Hôm nay tóc màu đen quá ha. Rồi. Đầu tiên. Đây là cây đầu tiên. Cây số 1. Cây số cây đầu tiên. Cây số 0 không. Báo tàn trước đi. Lại đây. Anh lại đây đứng nè. Đo chưa? Cây này tán bề ngang 2 m. Cao 2 mét. Cũng 2 m. Rồi, xây vòng tàn trước đi. Xây. Đó. Bông trang đỏ lá nhỏ. Rồi nhẹ đó. Rồi bắt đầu mới vô nè. Rồi quay luôn, lỡ rồi quay luôn đi. Sẵn đứng đó quay luôn. Quay cái nữa. Rồi đo cái bệ cũ nó bao nhiêu. Rồi. Anh xích bảnh chút né cái bóng. Rồi. Được. Lật lại đây này. Tương đối thôi. Rồi cái bệ cũ của nó 62. Rồi 62. Rồi thằng bự nhất luôn. Bự nhất. Mấy cái thằng lớn nó đoàn thằng hay thằng gì đó. Cái thằng lớn nhất. Thằng nhỏ 18. Thằng này 17. Rồi, thằng đó 17. Rồi báo gì rồi, chính xác rồi. Rồi kiếm cái thằng nào đó quay chút nữa đi. Quay đi, quay qua cho ổng đó. Quay qua. Quay nữa. 17 18 gì đó đo ba ông thằng gì đó đo. Rồi, thằng này 19. Rồi. Rồi còn muốn đo ở đâu nữa? Thôi được rồi, hai thằng được rồi, này thằng nhỏ nhất nè. Thằng nhỏ đó. Rồi thằng nhỏ. Nhỏ thì 12. Rồi. Rồi thôi phải không? Không đo nữa phải không? Thôi. Rồi cái thót thân lên. Thót thân lên mét. Mét. Cao thì tổng thể là 2 mét. Tổng thể 2 mét. Rồi. Lấy xe nhẹ nhẹ vòng tàn cái nữa đây. Rồi, anh lại đây nè. Anh lại đây anh báo giá đi. Cho mấy đứa nó xì đi. Báo giá với bà con cây này đây là 11 triệu. 11 triệu. Số điện thoại của tôi 0932 900991. Đó là số Zalo của tôi. Rồi, vận chuyển sao anh cái vấn đề vận chuyển? Dạ, bao ship 200 km. 200 km là giá đó. Dạ. Tại vườn thì giá giá khác. Giá khác. Còn xa hơn thì thương lượng phải không? Dạ, xa hơn thương lượng. Xa hơn thương lượng rồi để vô đó. Rồi. Đó, tiếp tục. Tiếp tục cây số 1. Là bông trang. Này trang vàng nha bà con. Bông nụ dữ lắm nha bà con. Rồi. Trang vàng này là hoành 15. Hoành 15. Cao nhiêu? Cao nhiêu báo 1. Cao chứ đang ở xa. Cái chiều cao 1m4. Cao 1m4, tán ngang. Tán ngang 75. Rồi, tán ngang khoảng 75. Tương đối vậy ha. Dạ 75. Rồi đây. Hoành 10 mấy? Hoành 15. Hoành 15. Hào lại cái đi cho bà con xem cái này rồi. Anh có đo rồi đúng không? Có đo rồi. Đây. Rồi ok, đúng vậy, chính xác vậy ha. Chính xác, hoành 15. Rồi vậy cho khỏi mất công mất thời gian. Rồi cây này giá nhiêu? Dạ cây này giá đây. Là 1.500.000. 1.500.000. Dạ. Rồi, cây này 1.500.000. Rồi lấy xuống. Đây cây số 2. Cái mấy cây này nó thừng chậu cái gì anh? Thừng chậu nè, cây thừng chậu không nha bà con ơi. Rồi, thừng chậu. Gửi đi xa không có xuống ha. Không có xuống, cây này bảo đảm luôn. Rồi. Rồi, cây này hoành 11. Vàng đây rồi. Rồi quay lần lại. Hoành 11. Tán 70. Cao có 1m2 thôi. Cao 1m2. Rồi, cây này với giá là 1.1 triệu. 1.1 triệu. Đó, cây này là bấm sát vô rồi bây giờ nó ra lại bà con ơi. Rồi, anh đứng phía sau. Anh quay lại vậy đó. Nói chuyện quay mặt qua đây nè. Rồi. Rồi, ở chậu. Ở chậu. Ê. Đây, cây số 3. Cây số 3. Cây số 3. Hoành 12. Hoành 10. Rồi. 12 tán 70. Cao 7. Cao 1m25. Cao 1m25. Củ đế nè bà con ơi. Rồi từ từ.
Rồi quay vòng củ đế rồi nó, rồi báo giá luôn đi anh ơi. Rồi cây này có giá 1,2 triệu bà con ơi. 1,2 triệu ha. Dạ dạ. Có củ đế ha, thần chậu ha. Đưa đưa phía sau đi, đưa phía sau đi, đưa phía sau đi, đây mới chá. Chá. Ừ. Hết. Rồi. Rồi tiếp tục cây số 4. Cây số 4. Cây thần chậu không nha bà con. Khỏi lo mất sức. Rồi, cây hoành 10. Tán ngang 65, cao 1m2. Có giá 1 triệu. Hoành 10 ha, có củ phải không? Dạ có củ. Một cốt nha bà con. Rồi. Rồi, rồi. Xuống cây. Cây số 5. Cây số 5. Hoành 10. Tán ngang 65. Cao 1m2. Rồi, thích bên đó đó. Rồi. Cao 1m2. Có giá 1 triệu. Rồi, đó rồi, chính xác đảm bảo ha. Bảo đảm luôn. Rồi. Từ đủ cho tới dư. Từ đủ tới dư. Rồi. Bao ship toàn bao ship 200 km nha bà con ơi. Thôi ba cái nhỏ nhỏ này toàn quốc đi. Rồi toàn quốc nha. Có cái trang lớn nữa thôi. Rồi. Rồi cây số 6. Rồi lâu lâu nhắc số điện thoại nha anh. Hoành 10. Tán ngang 65. Cao 1m3. Có giá cũng 1 triệu bà con ơi. Số điện thoại của tôi thì 0932900991. Úc Lực ở địa chỉ luôn anh. À, ở đây là ấp Thế Hòa B, xã Thế Thạnh, huyện Thế Lai. Được. Rồi. Địa danh là Cầu Kinh. Cầu Kinh. Đây, tới cây trang đỏ, cái này cũng thường chậu nha bà con ơi. Đây cây trang đỏ, có mấy cây chim. Đây cây trang đỏ này trang bụi. Rồi, trang bụi. Thân lớn nhất nó chỉ có 10 phân thôi. Rồi, cao nhiêu ngang nhiêu rồi. Tán ngang 80, cao 1m35. Làm cây mã số 7. Rồi, giá làm sao? Có giá 1,2 triệu. 1,2 triệu, bao ship toàn bao quốc. Bao ship toàn quốc. Rồi, xuống cây. Rồi, xuống cây. Cây này bà con khỏi sợ mất sức. Thần chậu hết rồi ha. Cây thần chậu không à. Cái này thần không? Thần luôn. Thần luôn. Rồi. Cây mã số. Cây này cây mã. Rồi mã số mấy? Mã số 8. Mã số 8. 11. Tán 75. Cao 1m. Rồi, để cho nhanh anh Lực anh đã đo. Cây này có giá 1 triệu bà con ơi. Bảo đảm luôn. Quanh từ đủ cho tới dư. Rồi, chủ yếu mình coi dáng được thôi. Quanh thì bà con khỏi lo. Rồi, tới cây mã số 9 nha bà con. Mã số 9. Cây này là hoành 11. Tán ngang 80. Cao chỉ 1m15 thôi. Rồi, cây này có giá 1,1 triệu bà con. Rồi. Cây này coi có tỉa rút vô hết, thành thử ra cái tàn này nó hơi nhỏ nhưng mà nó dày. Từ từ nó sẽ dày lên. Rồi cây này cây mã số 10. Hoành 70. Chiều cao nó là 1m3. Cây này có giá 1,1 triệu. Tán ngang nhiêu? Tán ngang 70 anh. Rồi 70. Rồi số điện thoại của tôi 0932900991. Zalo luôn ha anh. Số Zalo luôn anh. Rồi đây. Đây cái mã số 10. 11. Đó, cao nhiêu đọc luôn, cao ngang. Hoành 12, tán 75, cao 1m2. Rồi cây này có giá 1,1 triệu luôn bà con ơi. 1,1 triệu. Một cốt không? Một cốt. Tiếp tục. Rồi chuẩn bị cây tiếp theo đây. Rồi cây này thần chậu luôn ha. Thần chậu không à anh ơi. Dạ hoành 14. Rồi hoành 14. Cây này hoành 14. Cao. Mã số 12. Hoành 14, ngang 70, cao 1m1.
cây này có giá 1,2 triệu nha bà con. 1,2 triệu. Cây rồi, trang vàng, trang vàng. Vàng rồi, rồi xuống. Để anh Hồng vô đây. Tiếp tục. Coi nè, bông dữ lắm nha bà con ơi. Rồi, xây ra này, xây vòng ra. Không giấy hả? Giấy để quay sau rồi quay mấy trang. Ừ, lấy hai con giấy. Cây này cũng hoành 14 nha bà con. Rồi, tán 70. Lên nụ. Thân hết ha. Thân dậu hết. Tán 70, cao 1m2. Cây này cũng giá 1,2 triệu nha bà con. Nhưng mà xếp thì anh rút chậu đúng không? Xếp rút chậu. Nào rồi. Bông nè, anh tính quay tính. Rồi, có bông có quay rồi. Bao xếp toàn quốc. Bao xếp toàn quốc. Rồi quay cho ăn đẹp. Rồi. Thấy cái nào? Ừ, với cái tắc cây này. Rồi cây này giá nhiêu chưa có? À, cây đó đậm giá chứ cây vừa rồi, cây đó vừa rồi. Nhiêu tiền? 1,2 triệu hả? À 1,2 triệu. Rồi 1,2 triệu. Rồi cây đó thì hồi kẹt sao quay? Giờ cây qua đây đi. Rồi cái này. Đây cây trang đỏ. Đậu phân chi nha bà con. Quanh. Cây số này quanh có giá 15. Số 15. Rồi. Thoát thân 23. Tổng chiều cao, chiều ngang của nó 1m4, chiều cao 1m6. Rồi này. Cây này có giá 4,5 triệu bà con ơi. Chi cành có đang chỉnh sửa. Chọn đó. Cây này quá đẹp. Rồi cây số mấy anh ơi? Cây số mấy? Cây này số mấy? 14. Rồi 14. Đi vô 14. Hai cái giấy này rồi tới thôi. Chưa còn mấy cây nữa. Rồi bông giấy. Rồi cây bông giấy bà con ơi. Mỹ. Này giấy Mỹ, ghép cảnh thạch nha bà con. Rồi giấy Mỹ, cao bồi. Rồi hoành 21. Hoành 21. Ghép cẩm thạch. Ghép cẩm thạch. Tán ngang như vậy đó là 88. Cao. Chiều cao 75. Rồi quay. Rồi cây này có giá 1,2 triệu nha bà con. Mang coi mắt ghép cái coi. 1,2 triệu hả? À. Rồi bao ship sao? Bao ship toàn quốc. Toàn quốc luôn. À, giấy Mỹ. Tôi chừa lại một cái nhánh này đặng cho bà con biết để nó không phải với Mỹ đây. Rồi ghép nhà luôn hả? Ồ. À. Rồi. Bên ngoài này. Đây cái này cũng giấy Mỹ luôn nha bà con. Rồi giấy Mỹ luôn. Rồi đó đẹp. Rồi cây này có dây hoành 19. Rồi. Quay vòng đế lên, quay vòng đế. Cây số mấy? Mấy cây số mấy quên rồi. Cây 16. 16 rồi mà. Nếu cây 15. Ở ngoài 16. Đi, ngoài có thư ký mà. Nhắc cho ổng đi, ổng nhớ. Rồi 16. 8,90. 8,90. Chiều cao 70. Rồi. Rồi cây này có giá 1,3 triệu. 1,3 triệu. Bao ship toàn quốc. Bao ship toàn quốc. Khoan. Còn đây. Cái gì nữa? Cái này không dễ cho bà con luôn. Rồi hai ba cây đó có không? Có thì bưng lại luôn đi. Luôn. À đây là cây mai chiếu thủy nha bà con. Bán giá cho bà con dễ xài bà con ơi. Cây này hoành 40, tán ngang 70, cao 65. Hoành 40 hả? Hoành 40. Rồi. Đây. Và hơn 40 luôn. Rồi. Rồi cây này giá mềm. Mềm. Cây này có giá 1,3 triệu. 1,3 triệu. Bao ship toàn quốc. Toàn quốc luôn. Rồi giá mềm. Lên. Mai chiếu thủy. Mai chiếu thủy. Cái này lá lớn hay gì anh? Cái này là lu da đen lá lớn. Lu da đen lá lớn. Rồi cây này cây số 18. Cây số 18. Đó, lù da đen hoành 32. Rồi.
cao 70. Cao 70. Rồi tán nha cũng 70 luôn. Cây này có giá 1 triệu bà con ơi. 1 triệu có rau má ăn luôn. Rồi, xếp cái chậu luôn hả anh? Không, không có chậu anh. Cái này là bó bầu. Xếp chậu xỉu à. Rồi, cây này cây số má số 19. 19. Hoành 30. Cao 3 tấc luôn. Giá hữu nghị, giá mềm luôn, có 800 ngàn. Rồi, 800 ngàn. Không rồi chú Hoành hả? Có. Có rồi. Có rồi. Mai số 20. Rồi, cây mai số 20. Mai số 20. Hoành 42. Cao 4 tấc rưỡi. Rồi. Mai này quái nha bà con ơi. Rồi, quái gì tả đi anh. Rồi cái mai này là bộ đế này nó quái nè, nó có bộ rễ này đó là giống hình hình thú mà nó không phải thú, nó quái quái gì đó. Thú. Rồi chỉ có 3,5 triệu thôi bà con, bao ship toàn quốc. Hoành nhiêu? Hoành 42. Hoành 42. Rồi mai này mình có biết mặt bông gì không anh? Bông 5 cánh 7 cánh hả? 5 cánh 7 cánh. Rồi, là 12 cánh phải không? 12 cánh là đó rồi. Rồi. 12 cánh là thường ta. Đấy, chết. 5 bông từ 5 đến 7 cánh. Ê, cái mai chú thủy này. Cây nào? Đem bàn. Để lại luôn đi. Để lại đây sao quấy. Đem lại bàn để đó đi. Thì sao nãy giờ không nói cây này không có? Có mà nãy giờ nè. Đợi đi cái gì. Rồi cây này giá nhiêu báo luôn đi anh ơi. Nè, thấy rồi nè. Bà con ta coi dễ hơn. Rồi, nè Khiên. Đó đây sao? À. Khiên này chích tới quay được không? Không. Chích chưa? Cây mai chiến thủy nuôi da đen nha bà con. Hoành 38. Rồi. Chiều dài của nó 120. Tán ngang của nó 50. Đo củ đế không? Rồi củ đế này giữ dần nha bà con. Rồi đo củ đế đi. Củ đế này sao đo được đây? Đo đầu trước đo ra sao biết sao? Ừ vậy đó. À củ đế này nó là 42. 42 hả? Tào lao 42. Rồi đó. 42. Là cái trong mấy người ta đó. Ơi 101. Rồi. Thì 101 cộng 4 là 150 đó. Rồi cây này có giá 8 triệu. 8 triệu bao ship tới đâu? Toàn quốc. Toàn quốc luôn. Rồi dạ. Rồi, xuống. Xuống. Xuống để đây nè. Rồi ra đây. Cái này có thành. Còn trong chuyện này không biết cái nào. Cái bọc mà. Bà ghi này giùm luôn không? Rồi, cái xích ra làm sao? Xích ra phía sau. Rồi. Rồi. Đây là cây số 1. Cây phôi phải không? Cây phôi, phôi trang vàng. Vàng hết hả? Vàng là nhỏ. Vàng là nhỏ. Rồi, hoành 15. Có ghi hôm qua mà. Hoành 15 cao 2m2. Rồi, ghi đó. Cái cây 2 tấc 2. Rồi, mạnh rồi phải không? Cây số 1, phôi nha. Rồi. Thấy rồi. Rồi, cây này có giá 1 triệu. Rồi, đổi. Lên. Cây số 2. Hoành 19. Phải không? Hoành 19 cao 2 tấc. Rồi. Giá. Rồi cây này có giá 1 triệu mốt. 1 triệu mốt. Rồi. Cây số 3. Cây số 3 này hoành 18. Cao tấc 4. Có giá 800. Rồi. Chưa lên. Cây số 4. Hoành 16. Thôi chiều cao này khỏi đi, chiều cao này cũng trên dưới tấc cử hay tấc ha. Rồi giá. Rồi cây này cũng có giá 800. Trang vàng hết ha. Trang vàng hết anh. Lâu lâu nhắc lại cái để cho. Dạ. Cây này cây số 5. Cây trang vàng. Trang vàng cây số 5. Nói gì cho chắc ha. Hoành 17. Cũng giá 800 luôn nha bà con. Số điện thoại 0932900991, đó là số Zalo. Zalo Facebook.
Facebook, Zalo, cây số 6, hoành 16. Rồi cũng giá 800 bà con. Zalo mở cái chặn tin nhắn người lạ nha. Mở ra sao đâu coi. Khóa. Cây mã số 7, hoành 17. Rồi cây này có giá 700 nha bà con. Rồi trang vàng hết cho bà trang con. Trang vàng. Rồi cây số 8, hoành 17. Cũng giá 700 nha bà con ơi, có củ đế lắm nha bà con. Hàng này dễ chơi quá. Rồi, rồi. Giá mềm quá. Rồi cây số 9, hoành 15. Có giá 600. Rồi cây số 10, hoành 14, có giá 700. Rồi cây số 11, hoành 16, cây này có giá 800. Cây số 12, hoành 16, và cây này có giá 700. Rồi cây số 13, hoành 15, cây này có giá 600 nha bà con ơi. Cây mã số 14, hoành 17, cây này có giá 800. Trang vàng. Trang vàng lá nhỏ nha bà con, trang phôi. Phôi. Bao sống. Bao sống. Bao ship. Bao ship. Hoành 15, mã số 15 luôn. Cây này có giá 700 nha anh em ơi, bà con ơi. Rồi. Rồi. Còn bao gì nữa không? Bao ship, bao sống. Bao gái. Hoành 16. Rồi. Ý qua mã số 16, hoành 15. Rồi, cây này 600 nha bà con. Rồi. Rồi, cây này tiếp tục là cây mã số 17, hoành 15. Giá 600. Rồi cây mã số 18, hoành 13. Giá quá mềm luôn, có 500 thôi. Rồi 500. Rồi bỏ xuống. Bỏ xuống, bỏ xuống. Cây 19 hả? Cây số 19, hoành 15. Ghi cho đúng nha. À, 19. Hoành 15, giá 600 bà con. Rồi. Để dữ lắm nha bà con. Rồi. Rồi cây mã số 20, hoành 14. Dạ, quá rẻ luôn, có 500 thôi. Rồi. Bao ship toàn quốc. Bao ship toàn quốc. Rồi, cây mã số 21, hoành 11, với 14, có giá 500 luôn. Số điện thoại 0932 900 991. Cây mã số 22, hoành 11. Rồi. Rồi, cây này có giá 400k. Rồi. Giá rẻ. Giá rẻ dễ chơi bà con ơi. Cây mã số 23, hoành 15. Rồi cây này có giá 500. Rồi. Ủng hộ giùm nha bà con ơi. Bữa nay mình mới khai trương đó. Mã số 24, hoành 15. Cũng có giá 500. Rồi hết. Rồi cây này là cây cuối cùng. Xin mến chào bà con, chúc bà con một năm mới. Năm mới gì? Trong mọi lĩnh vực. Quý mới. Rồi xin thì tôi chào. Là lần đầu tiên mới khai trương thì gọi là năm mới ăn Tết dữ dội ha, ăn xong rồi tóc vàng ra. Rồi xin chào tạm biệt quý vị, hẹn gặp lại vào clip sau.